Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Chào bạn. Thì theo yêu cầu của mọi người trong clip này, ngoài team Tony ra thì còn có sự góp mặt của Jason. Anh đừng có làm như vậy, giống trẻ trầu lắm. Ủa, đi quay phim mang con thú nhà bông này theo làm gì cơn? Em đem con này tới đây để quay clip TikTok với anh Phương nè. Đúng rồi, bọn em đang đú trend TikTok thú dập biến hình. Là sao chạy? Tức là lấy con gấu bông này ném ra giữa nhà, sau đó biến hình thành chị Dương. Hả? Có cảm giác như Dương này nó là động vật vậy? Thôi, anh không có chơi TikTok, không hiểu là phải rồi. Anh Vinh ơi, cái clip gummy ogil của anh 20+ triệu view rồi nè. Hay là mình làm tiếp cái series này đi. Trời ơi, 26 triệu view. Ê Vinh, cái clip này làm rồi, đừng có làm nữa. Tôi thấy mấy đứa con gái khoái thú nhà bông muốn chết nè. Hay là ông tổ chức cái trò gì thưởng thú nhà bông cho tụi nhỏ đi. Này dễ mà, gummy Oreo, một bên là kẹo dẻo, một bên là đồ ăn thật, dở mâm ra hên xui mai rưỡi đúng không? Thì giờ cái clip này có nội dung là chị hả, đi chợ mua cho tôi 8 con thú nhà bông ứng với 8 món đồ ngoài thực tế đem về đây quay phim. Ok. Đầu tiên, tiền đâu? Lương mỗi tháng tao trả mày đâu, lấy cái đó mua đi, cuối tháng thanh toán lại cho. 30 phút nữa có hạn. 20 minutes later. Đồ thì đã mua xong rồi. Hai anh em mình cũng làm xong hai cái hộp luôn để tổ chức trò chơi. Rồi tất cả hãy tránh ra. Rồi. Ở giữa hai cái thao này có 8 lá phiếu bốc thăm, ứng với 8 thành viên gồm có Chí sư đệ tham gia luôn. Ai tham gia đầu tiên đâu? Em cho em. Rồi, Vũ Thành giơ tay trước nè. Vũ Thành bốc thăm đi. Dạ. Đó. Rồi. Lá này đi. Hồi hộp quá. Dở ra cho các bạn xem. Cái gì vậy? Cá. Vậy một bên là cá nhà bông, còn bên kia là thịt cá chiên phải không anh? Cá chiên gì nữa mà là nguyên con cá coi luôn. Để mình gán chọn chúng con cá coi của anh Vinh đem về nuôi mới được. Mấy bạn nữ đi chuẩn bị đi, còn riêng mình với Vũ Thành đứng quay lưng lại. Ngọc lấy khăn quàng lên đây bịt mắt anh lại. Dạ. Đây khăn quàng đây nè. Nhắm mắt lại anh Vinh ơi. Yên tâm anh không có ăn gian đâu. Anh coi cho. Khó mà nè. Chắc chắn rồi đó. Rồi, bịt mắt tao lại đi đại. Rồi, ok. Sao kỳ vậy? Anh Vinh bịt mắt bằng khăn quàng. Còn tao sao mày lấy cái này úp lên vậy? Còn có một cái khăn quàng à, mày nhường cho anh Vinh đi. Mày lấy cái này đỡ đỡ có sao đâu. Đúng rồi cưng ơi, gán đi. Một chút xíu là xong rồi. Để mình coi mấy bạn nữ chuẩn bị tới đâu rồi nha. Xong chưa mấy đứa? Rồi em lại để vô. Canh cho kỹ nha, đừng cho quay lại. Thôi để bên kia đi, bên kia đi. Thôi để bên kia đi. Để bên kia đi. Rồi dỡ lên. Nè. Nghe chưa? Ngồi lại. Rồi chưa rồi chưa? Ok, quay lại đi. Quán tù tiền cái nè, cầm ơi. Dạ. Đó. 1, 2, 3. Yeah, cảm ơn bạn ơi. Rồi Vũ Thành chọn trước đi, màu xanh hay màu cam? Xanh, màu cam nè. Cái gì đó? Chọn xanh đi, màu xanh, màu xanh. Lộn xộn quá. Rốt cuộc là này đúng không? Dạ. Chọn chúng là lấy luôn nha. 1, 2, 3. Yeah. Cái con các bạn ơi. Quá đã luôn. Xui rồi, cái con thú nhà bông này giá trị của nó chưa bằng một nửa của con cá coi Vũ Thanh nữa. Rồi ôm giùm anh đi. Tiếp theo tới ai đây? Rồi Tiểu Dương. Rồi Dương lựa phiếu nào, dỡ ra cho các bạn coi luôn đi. Miêu sữa. Rồi mấy bạn nữ đi chuẩn bị đi. Tiểu Dương bịt mắt lại. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Rồi đây bịt mắt lại đi. Rồi úp cái sọt lên đầu của Tiểu Dương rồi, đi. Xong rồi đó. Chịu khó đi em, một xíu là xong à. Rồi mấy bạn nữ kia chuẩn bị xong luôn chưa nè? Rồi chưa? Rồi đem lại đi lại. Đây. Rồi vô đây. Ok. Rồi. Quay lại đi. Rồi. Thấy à. Đâu rồi? Rồi. Xong. Rồi. Ôi sao kỳ trời. Cảm ơn nào đi. Cam hay xanh, xanh hay cam? Màu xanh may mắn hơn. Đẹp không? Cái gì đây? Rồi đứng bộ. Chắc nè, chắc nè. 2, 3, dở. Wow. Xui với trời. Quê lắm đó nghe. Sợ bố luôn. Bố xong chơi anh Vinh cho em nút miếng coi. Thèm lắm rồi đó. Thèm quá. Thẩm gãi thấy á tiền ốm nha. Coi uống vô đi anh cơm. Anh Vinh, anh Vinh. Cái anh không nhường cho em mà anh nhường cho nó kỳ vậy. Thẩm gài mình xuống mấy ký rồi đó các bạn. Thôi nhường cho con Á Tiên đi. Mày muốn uống sữa gì? Dương, mượn bình sữa coi. Thanh. Ừ.
xuống rồi. Đây. Tụi bay tính làm gì tao? Đút cái nấm vú này vô họng mày chứ gì. Thôi đừng có giỡn nữa. Tới được em đi trên đây. Trời ơi giỡn hoài. Nè tới A Đại nha. Rồi. A Đại. Mở ra. Chọn thăm cái nào giờ ta? Cái này đây. Mở ra. Không biết cái gì nữa. Gì vậy? Bạch tuộc. Để bạch tuộc lên đi chị Thảo. Ờ. Thằng Đại nó mập rồi mà còn bắp thăm chúng đồ ăn ngon nữa. Các bạn nhỏ nào chưa biết bạch tuộc tiếng Anh như thế nào thì qua clip này biết luôn rồi đó, là Octopus. Có mình ở đây không ai có thể ăn gian được hết. Hả? Ủa nước gì ở đây chạy dữ rồi ta. Cái mùi bạch tuộc nướng thơm quá chịu không nổi luôn các bạn ơi. Chị Thảo ơi nướng xong chưa? Xong rồi nè. Rồi em lại đi mấy đứa. Lẹ lên lẹ lên. Cắt lên. Ok. Chắn vô luôn. Nhỏ. Rồi bỏ vô. Xong chưa? Từ anh ơi. Rồi, xong rồi đó. Mở quay bao quay lại đi. Rồi. Quán tù tì với Nga đây nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Game over. Rồi, A Đại chọn trước đi. Cái nào? Cái màu xanh. Rồi, em chọn cái màu xanh đi. Rồi, cầm này cho anh ơi. Cái gì nữa đây? Gì đây? 1, 2, 3. Nè, bạch tuộc nó. Cầm ơi. Trời ơi, ngon vậy. Các bạn nhìn nè, nó đã. Thơm quá. Em tương ớt sẵn luôn nha. Rồi, chấm ăn đây. À, mấy đứa nào thèm vô. Trời ơi, nó thèm kìa. Còn đây là con bạch tuộc của mình à. Đại, cho tao con ơi. Huynh đệ tốt lắm, tao mới cho mày đó. Ừ. Rồi chấm nhanh đi. Nè. Ngon. Đã không? Đã vậy. Ủa, con bạch tuộc ở đây đâu mất tiêu rồi. Ủa rồi. Ủa, chạy đi vô. Ăn dùng phải tao mép. Chúng thôi vô trọng, Đại nó biết là mệt với nó nữa. One hour later. Tiếp theo tới thành viên nào đây? Có em cho anh Giang. Rồi ưu tiên chị Thảo đi. Rồi chị Thảo bốc cái phiếu nào đâu? Này. Rồi đưa cho khán giả người ta coi cái. Cô ca. Cô ca. Bịt mắt lại dùm cái đi. Dùm cái đi. Bịt mắt cho. Rồi Thảo bịt mắt vô. Đó. Ủa cái khăn quàng nãy đâu ra vậy? Anh mới đi mua thêm đó cưng. Sao anh trọng nữ khinh nam dữ vậy? Mày nghĩ bậy anh hoài. Không lẽ để con gái gì đội xe lên ai coi cái gì? Rồi. Rồi lại dùm anh đi. Mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Xong rồi nè. Rồi đem lại. Dỡ lên. À, vô. Rồi, sắp tao rồi. Lên mấy đứa ơi. Rồi, Amarasimo. Tại với chị Thảo đây nha. 1, 2, 3. Sao sớm vô quay vậy trời. Rồi, Thảo chọn trước đi. Thảo chọn nào đây? Nãy giờ ai cũng chọn bên đây rồi, em chọn bên đây. Rồi, vậy thôi, em chọn đây. 1, 2, 3. Quá hên rồi. Còn cái chai này là của mình nè. Rồi uống luôn đi. Dạ uống cho hết luôn. Cái chai này nó muốn bự bằng ác tiên nè các bạn. Hổm ngày trời mưa tối ngủ chị mà ôm cái chai này là ấm luôn rồi chị Thảo ơi. Đó, chị Thảo hên ghê luôn á. Rồi xong rồi nè. Hết rồi đó nghe. Thảy vô sọt gác luôn. Tiếp theo là tới lượt của ai nè? Em cho. Ai Ngọc xung phong nhanh nè. Rồi ra lắp đi. Cái gì đây? Rồi dở ra. Lấy này đi. Mở ra đi chị Ngọc. Cha sọ. Mấy bạn nữ đi làm trà sữa đi. Ok. Rồi đâm vô đi. Đâm chị. Nhanh đi nhanh đi. Để đá vô. Nhảy chưa? Gắn xong rồi. Rồi ok. Thôi đi đi. Rồi rồi. Để vô đi mấy đứa ơi. Ngon lành. Rồi xong rồi đi đi. 1, 2, 3 quay lại. Chiến xong đây. 1, 2, 3. Yeah. Ủa còn mà cũng chiến thắng Hàng Ngọc rồi. Rồi chọn cái nào. Mặc áo xanh. Chọn màu xanh. 1, 2, 3. Trời ơi. Trà sữa. Ủa trà sữa nào bạn. Trời ơi đã. Uống luôn nha. Gãy kèo luôn rồi. Trời ơi đã kìa. Đã. Mấy đứa thèm không, không? Để Ngọc cho tao mấy ơi, cho tao mèo uống đi. Trời ơi, cái bình trà sữa của Vinh kìa. Thôi không sao. Tiếp theo, tới lượt của ai luôn nè. Vô luôn nè. Rồi vô luôn. Tiểu Phương đi, Tiểu Phương đi, Tiểu Phương giờ tại trước. Rồi, chuẩn bị, chuẩn bị. Lại đây. Còn có 3 phiếu à. Bốc cái này đi.
Cái gì vậy trời? Chết gà. Chết thần gà con. Rồi đi chuẩn bị gà đi. Đi bắt gà các bạn ơi. Trời. Các bạn phải bắt con gà từ từ thôi nghe, coi chừng dính cướp đó. Nè, các bạn thấy con gà dễ thương chưa? Quá trời dễ thương luôn. Rồi bỏ vô đi. Mày chuẩn bị có chủ mới rồi con. Rồi. Bỏ vô nè. Rồi. Bên đây, bên đây. Đưa nghe lên. Quá thua tiền nha. Cá hấu của bao nha. Món này chuyên gia chơi cái giếng nè. 1, 2, 3. Trời, xanh lẹ xanh lét quay trời. 1, 2, 3. Dạ con, dễ thương quá. Trời, quá. Còn mình thì trúng gà con thú nhồi bông. Mà tính ra con gà này cũng may mắn lắm mới được tụi mình mua về, tụi mình chăm sóc đàng hoàng. Chứ nếu mà bán ở ngoài chợ chưa chắc tụi nó sống lớn lên nổi nữa. Có khi bán ngoài chợ trời mưa xuống một cơn, một lạnh quá nó chết queo, người ta giục nó ra sọt rác cũng không trời. Tiếp theo tới ai đây? Rồi, Chí nha. Ở đây còn có hai lá phiếu bốc thăm mà nè, hên xui luôn nè. Rồi, ôi, bốc đi, bốc đi. Lá phiếu này. Dạ, 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 dạ. Rồi, bây giờ cắt cái dưa hấu ra nè. Thôi, cắt làm gì, để nguyên trái không đi. Anh Chí đang đợi kìa. Thôi, đúng rồi, đợi. Bỏ đây đi. Nhìn đi, nhìn đi. Đó. Xong rồi đó, đi thôi. Rồi, quay lại. Rồi, xí xàm. Thùng không? 2, 3. Đó bưởi. Chọn một cam đi. Đấy, thấy một cam hơn. Chọn một cam, đổi ý. 1, 2, 3. Trời ơi, quả dưa hấu bành kia, ăn sao hết. Lẹ đi anh Chí ơi, còn tới em nữa. Đợi từ đầu đến tới giờ đó. Anh Chí, em xin miếng nha. Sao mày ham ăn như vậy? Hồi nãy mấy đứa nói cho em biết hết rồi. Anh ăn dụng của mặt tụt của em chứ đâu. Trời ơi, bây giờ lấy nửa trái dưa hấu này ăn huệ được không? Dạ được. Rồi bây giờ tiếp theo tới tới lượt anh em cuối cùng nè. Còn đúng phiếu bốc thăm mà. Quá đã luôn Chí ơi. Cái gì hả? Khôn, khôn. Là bắp đó. Mấy bạn nữ, nướng bắp đi. Rồi để lên đi. Rồi. Hai chị nướng bắp đi, còn em đi làm mỡ hành. Ừ, đi đi. Thơm quá đi. Sắp chín rồi nè. Ủa mà có mình á Tiên ăn hà, nướng chi hai trái như vậy? Thì trái này quá Tiên, sẵn lửa chỉ nướng kéo trái của chị luôn. Mang tên là mỡ hành nhưng mà nguyên liệu của nó là hành, đường, dầu, cuối cùng là nước mắm. Bây giờ để đường vô. Thấy đều lên. Rồi. Lẹ lên, lẹ lên, vòng cuối rồi nha. Rồi, xin xây. 1, 2, 3. Anh Tiên giỏi quá. Anh Tiên chọn cái thùng nào nè? Không, màu xanh đi. Rồi, nha. Rồi, đây lấy màu cam. 1, 2, 3. Ôi, Anh Tiên bền quá. Cầm đi. Rồi, mình cạp trái bắp các bạn ơi. Có mỡ hành của Tiểu Phương làm ăn cũng ngon lắm nha. Ôi, thấy thèm kìa. Ngon quá vậy. Quá. Rồi, ghi đó và đến đây cũng kết thúc thôi. Những ai có quà đi lên trên này khoe với các bạn đi. Rồi, hy vọng các bạn sẽ yêu thích clip này. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye.